Thì xin chào mấy anh chị với các bạn. Mình là bác sĩ Giang ở bệnh viện Nhi Đồng 1 khoa tim mạch. Thì hôm nay được cái khóa này giao cho hướng ý tứ chứng pha lô và các dạng của nó. Thì mình biết cái đa số không biết chắc là đàn chị của mấy bạn. Thì có ai là đàn chị của mình thì cũng thông cảm, mình cũng xin đại luôn nha. Thì bệnh lý tứ chứng pha lô là một cái loại bệnh nó khá là thường gặp, là một là dạng tim bẩm sinh tím mà thường gặp nhất. Thì trong cái nhóm lớp của mình chắc là có hai đối tượng, một là bác sĩ sản, hai là bác sĩ nhi, tim mạch nhi. Thì đối với bác sĩ sản thì trong khóa này cũng mong mấy anh chị nâng cái kiến thức về tim bẩm sinh lên, để mà khi mình phát hiện mình cũng không có, thứ nhất là mình phát hiện được, cái thứ hai mình khi phát hiện được thì mình cũng không có quá ngỡ ngàng, cái thứ ba là mình tham vấn bước đầu cũng cho đúng. Còn đối với các bạn mà tim mạch nhi thì cũng mong sau khóa này mấy bạn là mạnh dạn làm hơn, cắt cái mạch cắt thuần thục hơn của bên sản, tiếp cận được bệnh nhân sản tốt hơn để làm và tham vấn được đúng. Đây là các câu hỏi mà trong cái thì mình cần đặt ra. Thì mục tiêu của bài này thì mình chủ muốn giới thiệu với mấy anh chị với mấy bạn là những gì thực tế nhất thôi, chứ cũng không có đi từ mô phôi, cũng không có phải mà về giải phẫu hay là về cái gì cần thiết để mình biết, để mà mình chẩn đoán, phân loại và tiên lượng. Thì thứ nhất là tứ chứng pha lô, mình biết phải gồm, ít nhất là mình cũng phải qua bài này á, mình phải thuộc luôn tứ chứng pha lô gồm có đặc điểm gì và các dạng của tứ chứng pha lô là gì, và phân dạng thì mình dựa trên đặc điểm nào và tại sao phải phân dạng. Rồi những cái mặt cắt nào sẽ giúp mình chẩn đoán được, mà cách nào để mình không có sót được cái tứ chứng pha lô, và các bất thường kèm theo và thường thấy nhất mà mình cần phải đi tìm sau khi mình phát hiện cái tim bẩm sinh này là cái gì, thì mình chú ý tới nó để mình tìm kỹ hơn. Rồi mình có cần phải phát hiện tứ chứng pha lô từ trong bào thai hay không, mà mình phân loại cái độ nặng nó như thế nào. Và sau cái bài này cũng mong mình giúp tiên lượng và tham vấn được những bệnh nhân tứ chứng pha lô. Thì nếu mà mình nói mà nhẹ nhàng quá thì sau khi sanh xong mà bệnh nhân có nặng á, thì bệnh nhân sẽ quay lại xử lý mình. Còn nói tại sao con tôi nặng vậy mà lại nói nhẹ quá. Còn nếu mà mình nói mình mạnh tay quá thì bệnh nhân sẽ đi tới tình huống là bỏ thai. Thì tứ chứng pha lô nó sẽ chiếm khoảng 3-7% trẻ tim bẩm sinh. Nếu mà mình nói cái chỗ nào mà mấy bạn khó hiểu hoặc là không hiểu thì mấy bạn có thể hỏi lại, có thể mở mic lên trao đổi thoải mái. Chủ yếu là mình trao đổi thông tin với nhau thôi. Đây là dạng tứ chứng pha lô, là dạng tim bẩm sinh tím mà thường gặp nhất. Vậy thì mình tính thử nha, 1 năm thì mình có bao nhiêu trẻ em Việt Nam mà sanh ra được tứ chứng pha lô, nên xác suất mà mình gặp. Thì theo thống kê của Cục Dân số thì năm 2021 thì mình có tới 1,5 triệu trẻ được em được sanh ra, thì mình sẽ có 15.000 trẻ bị tim bẩm sinh. Thì tức là tỷ lệ này là 1% á, thì mình sẽ có 750 trẻ bị tứ chứng pha lô. Dạ nhiều không? Nhiều á. Mà cái này là cái nhóm bệnh nhân sanh sống nha, có nghĩa là sanh ra sống. Còn cái một nhóm bệnh nhân bất thường pha lô cộng với những bất thường cơ quan khác, cũng bất thường gen, bệnh nhân thai lâu, bệnh nhân chấm dứt thai kỳ này kia nào. Rồi.
Đây là hai cái phân dạng của tứ chứng Thalo. Ở phía bên tay trái á, mình sẽ thấy cái động mạch phổi á. Nó sao ạ? Nó nhỏ, còn phía bên tay phải động mạch phổi thì nó phình to ra hơn. Thì xíu nữa mình sẽ nói kỹ hơn về từng dạng của tứ chứng Fallot. Rồi, đây là những mặt cắt ở siêu âm tim thai. Không biết mấy bạn có quen thuộc chưa? Thì thứ nhất là mặt cắt gọi là hai tĩnh mạch. Cái thứ hai là mặt cắt cung ống động mạch. Cái thứ ba là mặt cắt cung động mạch chủ. Và cái thứ tư là mặt cắt bốn buồng. Thì trong mấy mặt cắt này, có mặt cắt nào giúp ích được cho bệnh nhân tứ chứng Fallot không ạ? Rồi, mình chuyển qua mình cắt xéo hơn ha, cái đó là mình cắt thẳng. Mình chuyển qua mình cắt xéo hơn. Thì mình sẽ thấy được cái mặt cắt trục ngắn cao, hai động mạch, hai đại động mạch. Một cái mình sẽ thấy là mặt cắt trục ngắn cao mà quanh hai tâm thất. Thì hai mặt cắt này thì mặt cắt nào ạ? Rồi, mình chuyển xuống tiếp là mình cắt theo cái hướng mà mình thấy cái mũi tên vẽ đó, 1, 2, 3, 4. Thì mình chỉa từ mõm vô. Cái thấp nhất mà mình cắt được đó là cái hình ảnh số 1, tức là mặt cắt 4 buồng. Sau đó mình nhớt cái đầu dò về phía cái đầu của bệnh, hướng về đầu của bệnh nhân hơn á, thì mình sẽ có được mặt cắt số 2, là mặt cắt đường thoát thấp phải. Đường thoát thấp trái, mình hướng về phía đầu của bệnh nhân hơn nữa thì mình sẽ ra được cái mặt cắt của buồng thoáng thất phải, và cuối cùng mình đi lên trên luôn là mặt cắt ba mạch máu. Thì đối với tất cả các bệnh tim mà nó có bất thường mà thông liên thất, động mạch chủ cưỡi ngựa, thì gần như đây là mặt cắt là không thể thiếu. Cái hình này cái những mặt cắt này sẽ giúp phát mình phát hiện ra bệnh, giúp chẩn đoán, giúp tiên lượng. Là dựa trên bốn cái mặt cắt này là chủ yếu. Còn những mặt cắt này á thì mình cũng ít sử dụng hơn trong cái nhóm bệnh lý này. Mặc dù là dĩ nhiên là mình không thể nào sót nó rồi, nhưng mà sẽ không có xài nhiều bằng những cái mặt cắt bên dưới này. Rồi, mình đi vô cái tứ chứng Fallot ha. Thì tứ chứng Fallot nó là thông liên thất, động mạch chủ cưỡi ngựa. Xin lỗi nha. Alo ạ. Nói đại đi anh ơi, bác sĩ đang mau vậy không? Rồi em nhắn tin đi, đặt hẹn thì nhắn đi, rồi chiếu nữa bác hò họp xong rồi bác nói nhắn tin lại. Nha. Yeah. Rồi, thì cái thông liên thất ha, cái động mạch phổi nhỏ, động mạch chủ thì cưỡi ngựa. Nếu mình để theo thời gian á thì nó sẽ dày luôn thất phải, nên người ta gọi nó là bốn chứng, là tứ chứng Fallot. Mình coi hình siêu âm nha. Rồi mình góp ý, mình có thấy gì trên cái hình này không ạ? Dạ có thấy cô. Rồi em thấy gì? May quá có người trả lời. Đây là mặt cắt gì ạ? Dạ mặt cắt bốn buồng. Mặt cắt bốn buồng của Fallot thì nó như thế nào ạ? Em thấy nó làm sao, nó có đặc điểm gì không? Dạ nó bình thường. Đúng rồi, đó là lý do tại sao mà Fallot nó dễ sót. Mình muốn nó ra được thì mình phải chỉ qua mặt cắt gì? Chuyển mà cắt đường ra thấp trái. Dạ đúng rồi ạ.
Trong cái hình này thì mình vừa làm ra được đường ra thất trái và đường ra thất phải. Đây là đường ra thất trái, đây là động mạch chủ, đây là cái van động mạch chủ, đây là lỗ thông niên hấp. Khi mình xoay chút xíu mình sẽ thấy sao à? Đây là đường ra thất phải này đó, thì mình thấy nó nhỏ hơn so với động mạch chủ mà. Đây chính là pha lô. Còn thí dụ như á, mà mình cắt ra mà cái chỗ này nó không có luôn á, không có gì lên đây hết trơn á, thì mình gọi nó là không lỗ van. Mà nó phình thì chút xíu mình sẽ học. Mình thấy nó phình bự ra thì nó là absent mini valve, tức là không van động mạch phổi. Máu nó vẫn lên được từ cái chỗ thất phải lên động mạch phổi nha, thì nó mới gọi là pha lô. Còn nếu máu mà nó không lên được á thì mình gọi nó là không lỗ van động mạch phổi. Nó rất là dễ chứ nó không có khó. Khi mình đo được cái vận tốc máu qua động mạch phổi á, thì mình sẽ thấy nó trên 100 là mình biết nó hẹp. Thì bình thường vận tốc của động mạch phổi ở các van nó, khi mà mình làm á, không biết mọi người có nhớ số không, nhưng mà mình để mình dễ nhớ nhất á, thì đa số là nó dưới 100. Tại vì nó còn tùy theo cái góc của mình cắt để mình chỉnh để mình đo nữa. Nhưng mà mình thấy nó trên 100 á là mình phải dừng lại. Ví dụ như mình đang mà cắt cái mà cắt năm buồng, mình đo vận tốc động mạch chủ đi. Mà mình thấy nó trên 100 á là mình phải dừng lại để mình suy nghĩ coi cái động mạch chủ đó nó có vấn đề hay không. Thì thông số bình thường á, mình cố gắng mình nhớ cái số là 100 thì nó sẽ dễ nhớ nhất. Đây mình làm rõ hơn ha, sau mình đi sơ khởi xong thì mình làm rõ hơn. Thì đây là mặt cắt của đường ra của thất trái. Mình thấy cái là thất vách liên thất ở đây, cái động mạch chủ ở đây, hai thất bên đây nha. Đó, khi mình để cái tim mà nó xoay ngang hơn á thì mình sẽ thấy rõ hơn. Có rất nhiều cái trường hợp xảy ra, đặc biệt là những trường hợp mà kiện tụng á, thì á, cái mặt cắt này á, làm cái mặt cắt thiếu khi mình rà lại tất cả các hình siêu âm. Mình thiếu cái mặt cắt này á, cái mặt cắt mà buồng thoát mà thất trái á, mà nằm ngang á, thì mình sẽ sót cái thông liên thất. Nên mọi người nhớ cẩn thận khi mà làm siêu âm tim thai, thì mình phải để thai mà cái cảnh đứt trục dài này, cái vách liên thất nó nằm ngang vậy nè, để mình coi có sót thông liên thất hay không. Ví dụ như mà mình thấy á, mà cái thông liên thất á, một cái luồng đỏ mà nó đi phía trên van động mạch chủ á, thì nó không phải là của thông liên thất. Mà khi mà mình thấy nó nằm ở lấp lo dưới cái van động mạch chủ này á, thì coi chừng nó là thông liên thất. Nếu mình muốn mà chắc hơn á, thì mình tăng cái scale lên chút xíu để mình coi có mình có bị lầm hay không. Tại đôi khi cái vách liên thất nó mỏng quá à, thành ra nó làm cho mình một cái ô màu đen à, nhưng mà mình tăng scale lên thì mình lấy cái vách liên thất thì không phải là lỗ thông liên thất thiệt à. Còn đây là mình thấy rõ ràng ha, động mạch chủ cưỡi ngựa ha, nhận máu từ hai buồng thất trái và thất phải này, thất trái cái này thất phải. Chị Giang ơi, đứng hình rồi. Không có chạy chưa? Dạ chưa nữa chị ơi. Đây rồi. Nó đứng luôn rồi. Rồi chạy lại chưa?
Dạ chạy rồi đó chị. Rồi thì cũng một bệnh nhân đó luôn, thì khi mình biết bệnh nhân là follow rồi đó, mình cắt nữa. Mình thấy rõ chưa ạ? Follow là mình đi tìm cái gì? Tìm cái thông liên thất, tìm cái động mạch chủ cưỡi ngựa, tìm cái sự động mạch phổi nhỏ hơn so với động mạch chủ. Tại bình thường trong bào thai là động mạch phổi phải lớn hơn so với động mạch chủ. Và những cái đó thì nó thể hiện ở cái mặt cắt bốn buồn là mình không thấy là sẽ thấy bình thường, tại nó không có liên quan gì hết. Nhưng mà cắt buồn ra thất cái thì mình sẽ thấy động mạch chủ cưỡi ngựa. Rồi có thông liên thất, động mạch cắt đường ra thất phải thì mình sẽ thấy động mạch phổi nhỏ. Vậy thì những dấu hiệu nặng khi nào mình siêu âm mình nghi ngờ đây là một ca phalo nặng. Thì cái này là chị tóm tắt. Thì động mạch phổi á, thì mình siêu âm theo thời gian á, mình sẽ thấy nó nhỏ dần. Động mạch chủ á, sẽ lớn lên dần. Cái tỷ lệ của động mạch chủ với động mạch phổi á, nó sẽ ngày càng xa nhau. Thường động mạch chủ á, động mạch phổi mà nó chỉ bằng nhỏ hơn 0,6 so với động mạch chủ á, thì đây là một trường hợp nặng. Hoặc là mình có thể tính theo kiểu Z-score. Không biết mấy bạn biết cách tính theo kiểu Z-score của động mạch chưa? Thì nó có một cái trang web. Biết mọi người biết cái trang web đó không? Nó là Fetal Parameter Blood Shop á. Thì mình sẽ nhập tuổi thai. Nếu mà mọi người không biết thì cứ báo nha, để có gì chị chỉ. Thì mình sẽ nhập tuổi thai, mình nhập luôn cả cái kích thước động mạch chủ, động mạch phổi. Thì mình sẽ có được cái Z-score. Thì trong cái đối với các bác sĩ sản thì Z-score nó có thể lạ, nhưng đối với bác sĩ tim mạch á, thì Z-score nó quen hơn. Z-score mà nhỏ hơn trừ 3 thì là nó rất là nhỏ, và tiên lượng của đứa bé này sẽ là tứ chứng phalo nặng. Tại sao mình phải phân biệt tứ chứng phalo nặng với tứ chứng phalo nhẹ? Biết có bạn nào góp ý, có bạn nào trả lời được không ạ? Tại sao mình phải phân biệt vậy? Hay là mình chẩn đoán nó phalo thôi là được rồi? Để phân biệt để coi có cần phải can thiệp xử lý ngay sau sinh không hả chị? Đúng rồi, đó là một cái thôi, còn cái ý thứ hai nữa. Dạ, cái tư vấn chuyên môn cho bệnh nhân. Đúng rồi, tại vì phalo nặng thì như thế nào ạ? Mình mổ một lần nó hết không? Hai nhánh nó nhỏ quá. Mình mổ một lần nó hết không ạ? Không ha. Thì phalo nặng á, thường do nó nặng tại sao? Là do cái cấu trúc giải phẫu của động mạch phổi của nó nhỏ quá. Thì sau này mình tái tạo cái động mạch phổi á, nó hay gặp vấn đề lắm. Đa số những cái Z-score mà động mạch phổi nhỏ hơn trừ 3 á, thì mai mốt á, mình phải làm trần mổ lên á, mình làm cái transannular patch. Là cái đó là mình làm giống như mình kiểu giống như mình tạo hình một cái van động mạch phổi nhân tạo, mình bỏ luôn cái van cũ. Thì những đứa bé đó nó phải mổ, thường phải mổ từ 2 tới 3 lần. Còn đối với những trường hợp mà phalo nhẹ như score động mạch phổi nhỏ hơn trừ 2 á, thì mình chỉ mổ một lần duy nhất trong đời thôi, thì cái tiên lượng của đứa bé đó nó sẽ tốt hơn nhiều. Còn cái nãy bác sĩ Nhung có nói là cái nếu mà cái phalo nhẹ thì mình chỉ cần là phalo nhẹ thì mình không cần can thiệp gì ngay sau sanh hết. Mình sẽ mổ khi em bé nó đạt tiêu chuẩn. Thì đây là những cái dấu hiệu nặng của bệnh nhân phalo. Thì mình sẽ theo dõi theo thời gian. Thường mình tái khám một lần, sau đó mình sẽ tái khám một lần nữa lúc khoảng bệnh nhân khoảng ví dụ như thai 20 tuần. Thì 28 tuần với một lần nữa mà gần ngày sanh. Thì mục đích của mình á là ngoài là tiên lượng. Cái chuyện tái khám mình giúp cho mình tiên lượng được bệnh nhân này phải mổ bao nhiêu lần để mình thông báo cho người nhà biết, chuẩn bị tâm lý. Cái thứ hai quan trọng hơn là mình coi có cần phải chuyển bé từ bệnh viện Từ Dũ qua bệnh viện Nhi Đồng để hỗ trợ ngay sau sanh hay không. Rồi mình quan sát cái gì? Nãy mình nói á, là có máu lên động mạch phổi thì mới gọi là phalo. Có những trường hợp trong sách vở là người ta ghi nhận là nó thành không lỗ van động mạch phổi, nó có thể tiến triển thành không lỗ van động mạch phổi, tức là mình không có thấy cái dòng flow nó lên nữa.
giỏi tới tuần thứ hai thứ ba bốn tuần mình thấy flow của ống động mạch bình thường nó đi từ đâu à, từ phổi qua chủ, thì cái những bé này thì nó sẽ đi từ chủ qua phổi, nghĩa là flow ngược. Mình phải nó thì nó tiến triển thành thông lỗ van động mạch phổi, còn mà những cái valo mà không van động mạch phổi thì thường nó không có tiến triển tới mức đó, cái nó không van động mạch phổi là ngay từ đầu rồi. Cái thứ hai là mình phải, nếu mà valo nặng là những bệnh mà có bệnh lý bất thường khác ngoài then, thường nó là cái hội chứng vắt te đó. Là được bị cái đường ruột rồi bị thực quản bị tùm lum thứ hết á, thì coi như là cái tiên lượng của nó sẽ bất thường, nó sẽ nặng hơn, rồi nó kèm theo những bất thường trong tim khác, thí dụ như là cơn nhĩ thất đồ này kia nọ thì mình không nói, ở đây mình nói tới pha lô đơn thuần, nhưng mà dĩ nhiên là có kèm theo là nặng hơn. Thì đây là chị tóm tắt lại, mọi người nhớ giùm có nhiêu đây thôi à. Đặc điểm nó là thông liên thất dưới chủ, động mạch chủ cưỡi ngựa và hẹp phổi, là dạng tim bẩm sinh tím thường gặp nhất. Thì nó chiếm, mà dạng điển hình nó sẽ chiếm khoảng 9-80% các trường hợp. Thì mặt cắt bốn buồn bình thường á, thì nếu như mà thông liên thất không lớn á, thì mình sẽ không nhìn thấy được trên mặt cắt này. Mà điển hình á, thì mình sẽ phát hiện được ở mặt cắt năm buồn có thông liên thất phần mềm dưới chủ. Mà đặc biệt á, mình sẽ thấy trong thai kỳ á, nếu mình theo dõi á, mình sẽ thấy động mạch chủ nó giãn dần và động mạch phổi nó teo dần, đặc biệt là ở quý 3. Một bệnh nhân mà có độ mờ da gáy dày á, người ta nói có tiên quang mạnh đối với pha lô. Thì pha lô là một dạng mà phải, nó hay đi kèm với bất thường tim, trong tim và ngoài tim lắm. Đối với cung động mạch chủ bên phải nó sẽ đi chung là 25%, và tồn tại tĩnh mạch chủ trên trái là khoảng 11%, và bất thường nhiễm sắc thể là 30%. Do đó nói với một bệnh nhân mà pha lô mà phát hiện pha lô á, thì gần như chỉ định chọc ói là chỉ định bắt buộc. Thì trong cái bất thường nhiễm sắc thể này á, thì cái hội chứng gì sợ nó chiếm 10-15%. Đó là những cái tiên lượng xấu mà nãy giờ mình nói rồi, động mạch phổi nhỏ dần, động mạch chủ lớn dần, nó tăng dần cái flow qua động mạch phổi, là tới một hồi nào đó là mình không thấy flow nữa, nó hẹp dần ở động mạch phổi và flow ống động mạch chủ. Đây là những cái mà chị muốn mọi người nhớ về flow thôi à, không biết mọi người có thắc mắc gì nữa không. Thì flow thì đối với chị thì nó đơn giản nên chị cũng không biết giảng gì nữa. Mà bạn bác sĩ sản có thấy dạ thưa cô có thể nói rõ cái phần động mạch chủ cưỡi ngựa lên bát nhĩ thất được không ạ? Chị chưa hiểu câu hỏi đó, thì chị cho em soi thêm hình. Dạ, chị có thể chỉ rõ về hình ảnh hoặc là mô tả về trên trên hình ảnh siêu âm nhỉ? Thì để chị mở thêm hình nha. Thầy dạy online buồn quá, không có ai tương tác. Cũng không biết sao để xe được. Cho chị xíu nha.
Thì mai mốt thì mấy bạn qua tới nguyên một á thì chị sẽ mở hình nhiều hơn để cho mấy bạn coi, còn qua online thì share hình nó khó quá. Phải chép cái hình này ra từ máy siêu âm, sau đó phải chuyển đổi lên rồi mới gắn vô được. Alo chị ơi, cho em hỏi một câu hỏi được không ạ? Nói 10 câu chị cũng trả lời nữa. Tại chị ra sợ chị đang đang bận. Rồi cho em hỏi cái câu, nếu mà mình siêu âm tim sơ sinh ấy chị, tức là sau sanh rồi đấy, thì mình sẽ cần hỏi những câu hỏi gì cho bác sĩ lâm sàng chị? Đối với trường hợp mà một em bé được chẩn đoán trước sanh là cơ cứng pha lô á, thì sau sanh thì mình sẽ cần trả lời những gì ạ? À, em đóng vai trò là bác sĩ siêu âm sơ sinh hả? Dạ. Em đóng vai trò là bác sĩ sơ sinh hả? Dạ siêu âm sau sanh có siêu âm siêu siêu âm sơ sinh ấy chị. Có nghĩa là bây giờ là ý ý ý cưng là bây giờ bệnh nhân là pha lô đúng không, rồi sơ sinh. Dạ. Thì theo em là khi nào mà cần mà cần làm gì của pha lô trong thời kỳ sơ sinh, khi nào là cần can thiệp gì của pha lô trong thời kỳ sơ sinh, mà pha lô trong thời kỳ sơ sinh thì mình làm được gì cho nó, thì chị trả lời vậy nè. Thật ra á thì pha lô á hiện tại của Nhi đồng một chị á, chị mổ á là triệt để mà đẹp á thì bệnh nhân khoảng trên 6 tháng. Ý chị nói đẹp là sao, đẹp phổi tùng lưu, không có thông liên thất tùng lưu, ít khả năng bệnh nhân phải mổ lại lần hai đó. Cái đó là được định nghĩa là đẹp. Thì á, trong sách vở, trong này kia, trong những nghiên cứu mới như trong bên chỗ Boston mà chị đi học á, thì là họ mổ sơ sinh cả giai đoạn sơ sinh luôn, họ mổ pha lô kể cả giai đoạn sơ sinh luôn. Thì họ lại lý luận á là khi mà họ sửa chữa cái cấu trúc giải phẫu càng sớm á thì những cái biến đổi của cái cấu trúc đó, ví dụ như nó làm cho thất phải dày hay là gì á đó, và bệnh nhân bớt cơn tím á, thì họ lý luận vậy nên họ làm sớm. Nhưng mà nó còn tùy thuộc vào cái tay nghề của phẫu thuật viên, nó còn tùy thuộc vào cái đơn vị mà hồi sức đó. Thì hiện tại bệnh viện của chị á, là chị theo chị làm tiền phẫu bao nhiêu năm nay á, thì chị thấy pha lô mổ đẹp khi bệnh nhân khoảng trên 6 tháng. Còn trong giai đoạn sơ sinh á, thì mình làm được gì cho pha lô? Thí dụ như bệnh nhân mà pha lô mà phụ thuộc ống động mạch, giống như những yếu tố tiên lượng nặng mà hồi nãy chị có kể á, là động mạch phổi nó nhỏ dần, máu lên phổi á, nó xoáy và thậm chí không có máu lên luôn á, thì coi như nó gần như không lỗ van này đó, thì nó sẽ phụ thuộc ống động mạch. Cái flow ống động mạch trong bào thai á thì sẽ là flow chủ phổi. Thì sơ sinh em phải cung cấp, bác sĩ siêu âm cái cung cấp thứ nhất là chẩn đoán, cái thứ hai là pha lô này có cần can thiệp hay không, tức là flow lên động mạch phổi như thế nào, có cần truyền BGA qua hay không, có cần kêu ekip thông tin chuẩn bị sẵn sàng là cái ở đặt stent buồng thoát thất phải hay không, để cho giải phóng cái chỗ hẹp của động mạch phổi đỡ, để mai mốt mình mổ triệt để. Còn mà nó có, nhưng mà có làm hay không á, nó phụ thuộc nhiều lắm trên lâm sàng, chứ siêu âm á nó không phải là vấn đề quyết định. Nó phối hợp giữa cái kết quả siêu âm nhất là lâm sàng, một đứa cũng hẹp động mạch phổi như vậy, vận tốc cũng 4 mét giây, một đứa cũng hẹp như vậy, nhưng lâm sàng một đứa nó tím, lâm sàng một đứa nó có thể dung nạp được. Thì mình sẽ không có làm gì trên cái đứa dung nạp được đâu. Rồi chị không biết chị trả lời vậy là có đúng ý của cưng chưa? Dạ, em cảm ơn, cho em hỏi thêm một câu hỏi nữa. Mình nếu mà một cái sản phụ đến với mình và mình phát hiện ra một cái tứ chứng pha lô, thì mình có cái
có cái thời điểm, tức là cái thời điểm hẹn tái khám là như thế nào, và mình sẽ có những hướng, mình sẽ cần những đánh giá, những cái đánh giá gì tiếp theo cho lần tái khám tiếp theo chị? Thì hồi nãy là slide chị có nói đó, có nghĩa là mình đi tìm những cái dấu chứng nặng của pha lô mà mình sẽ phải nghĩ tới là mình có cần can thiệp trong bào thai hay không. Thì những dấu chứng nặng là hồi nãy chị có liệt kê đó. Mất tiền rồi. Đó, động mạch phổi em sẽ thấy nhỏ dần đó, em đi tìm cái đó đó. Thứ nhất là từ cái lần khám thai đầu tiên á, em đã chẩn đoán được ca này ca pha lô, thì tái khám để làm gì? Tái khám để em coi coi diễn tiến của ca này nó có cần phải can thiệp ngay sau sanh hay không, là em đi tìm cái này nè. Động mạch phổi nhỏ dần, động mạch chủ lớn dần, giảm dần flow qua động mạch phổi, và flow ống động mạch là chủ phổi chứ không phải là phổi chủ. Đó. Thì thời điểm khám á, thường bệnh nhân pha lô là mọi người hay phát hiện cái lúc mà siêu âm 4D á, là khoảng khoan thai khoảng 22 tuần. Đó. Có những trường hợp mấy bạn kỹ hơn á, thì mới phát mấy bạn chuyển qua lúc thai khoảng 18 tuần. Đó. Thì thường chị sẽ tái khám một lần á, là khoảng cách khoảng 6 tuần tới 8 tuần. Đó. Thì chị sẽ khám khoảng 20 tuần, 28 tuần và lúc từng đẻ là 34 tuần. Còn có những quan niệm của quan niệm trên thế giới á, như là của cái ông gì nè, thì ổng không tái khám luôn. Ông chẩn đoán pha lô rồi thôi à. Rồi đẻ ra thì tùy bác sĩ bên sơ sinh của sản quyết định có chuyển qua hay không. Ông nói với chị vậy đó. Còn ở trong mà những cái cách bút mà bây giờ thường đọc á, là họ hay tái khám từ 6 tới 8 tuần. Rồi, có ai thắc mắc gì nữa không ạ? Hồi nãy chỉ có thêm mấy cái hình đây. Chắc chiếu bự lên cho mọi người thấy. Đây là một ca khác, ca pha lô này, pha lô 35 tuần. Thì mọi người nhìn nha, bốn buồng bình thường á. Tĩnh mạch phổi đồ cũng bình thường. Bên đây là bên trái, bên đây là bên phải. Đó, mình ra cái mặt cắt mụn hóa thất trái ha. Rồi mình bắt đầu mình thấy rồi đó, động mạch chủ cưỡi ngựa. Mọi người thấy rõ không ạ? Rồi mình tới mặt cắt mụn hóa thất phải ha, thì mình thấy sao ạ? À? Động mạch phổi nó nhỏ, động mạch chủ đây, tĩnh mạch chủ đây, mình thấy được không? Hai nhánh nè. À, thai này là thai 35 tuần nè, cái đây là cái flow qua động mạch phổi là mình vẫn thấy nè. À, mình thấy hai nhánh rõ nè, kích thước hai nhánh này là khá tốt nè. Mình cẩn thận thì mình đo, mình tính Z-score ra. Mình chuyển qua cái hướng khác mình coi, mình cũng thấy mặt cắt bốn buồng này là bình thường. Rồi, bài pha lô mọi người thắc mắc gì nữa không? Thắc mắc cứ thoải mái nha, mình chủ yếu trao đổi thôi. Cho mấy bạn nhớ được cái vấn đề của pha lô là gì? Đó. Thì pha lô chị chỉ đúc kết là hai cái slide này. Cô ơi, cho em hỏi một câu. Nói đi em ơi. Cho em hỏi là nguyên nhân vì sao mà nó lại có cái tứ chứng follow này, nguyên nhân của cái bệnh này. Thật ra đây là câu hỏi mà lúc nào mà các sản phụ cũng hỏi mình đó đó. À, tại sao con em bệnh tim vậy? Thì mình biết là tim thai nó hình thành trong 3 tháng đầu của thai kỳ. Mà hiện tại trên thế giới không có sách nào ghi ra được nguyên nhân đó.
Nên chị cũng nói với bệnh nhân, thôi thì trời kêu ai nấy dạ, đừng có trách mình gì hết trơn á. Tại bệnh nhân, bà mẹ, bà hay tự trách mình lắm. Bà nói không biết bà có làm gì không, mà sao con bà bị bệnh tim. Chứ còn ví dụ như 100 bệnh nhân trong khoa tim mạch của chị á, đâu ai biết nó bệnh tim tại sao đâu. Mà trong sách vở cũng vậy, họ ghi là dùng thuốc nè, họ ghi là những cái gì gì đó, nhưng mà thường là không có ai biết hết. Với lại á, còn một câu hỏi nữa mà khi hay tham vấn mình hay gặp lắm, đó là câu hỏi là đứa sau của em có bệnh tim hay không. Thì theo mấy bạn mình trả lời làm sao? Mình có biết xác suất là thí dụ như là đứa con sau của bệnh nhân đứa có bị bệnh tim hay không, tần suất? Tại mình sẽ đi, mình sẽ gặp những câu hỏi này á. Thì thường á, là trong những cái nghiên cứu lớn á, thì người ta nói là tần suất bị tim bẩm sinh lại của đứa thứ hai á là 5%. Pha lô là nhiều nhất á, là 5% á. Hồi đó đến giờ mười mấy năm làm tim mạch thì chỉ thấy chỉ có một gia đình thôi, ông bố bị pha lô và hai con bị pha lô. Chứ hồi trước đến giờ là chưa có thấy lần nào ca thứ hai, cái cặp thứ hai hết trơn á. Không biết mọi người có thấy nhiều không, chứ chị thì chị không thấy gia ít lắm. Hồi đó giờ chị chỉ thấy có hai gia đình tổng cộng, một gia đình là có hai đứa con bị pha lô, một gia đình khác là có ông bố pha lô, hai đứa con pha lô. Còn ngoài ra là không có thấy, không có thấy cặp nào khác hết. Thành ra chị hay tham vấn với bệnh nhân á, là yên tâm đi, 95% cái đứa con sau của em sẽ là bình thường. Còn câu hỏi gì nữa không ạ? Dạ thưa cô, ý của em hỏi là cái quá trình hình thành ở trong bào thai như thế nào mà có tứ chứng pha lô á? Ý em hỏi là cái thông liên thất có trước hay là cái động mạch chỗ cơ ngựa, ý hỏi cái quá trình đó. Thì cái nào nó hình thành trước cũng được, nhưng mà là nó do cái gốc, cái hình thành, cái chỗ mà cái gọi là cái phần thân chung á của cái động mạch chủ với động mạch phổi thì động mạch chủ nó bị đẩy lệch ra phía trước, nó lấn áp cái thằng động mạch phổi, cái gọi là moving anterior ra phía trước, nó lấn áp thằng động mạch phổi, nó làm cho thằng động mạch phổi nó nhỏ. Thì có thể hai cái đó nó xuất hiện đồng thời, chứ còn gà với quả trứng thì thật ra chị cũng chưa có nghiên cứu được. Chị cũng không có nhớ rõ, tại vì cái này nó không quan trọng. Rồi, do chị không biết là mấy bạn làm bên sản á, cho chị hỏi kinh nghiệm xíu. Ví dụ như mấy bạn phát hiện ra mà bất thường mà tim hội chứng đi rọt á, mấy bạn có khuyên bệnh nhân là chấm dứt thai kỳ không? Tại vì mấy bạn có một riêng một bài gen nữa. Thành ra chị không có nói sâu về mắt bất thường gen ở đây. Thậm chí mấy bạn bên nhi đi nữa, mấy bạn gặp hội chứng đì rọt á, mấy bạn có thấy là mấy bạn gặp là tiếp xúc rồi những bạn, những cái đứa bệnh nhân hội chứng đì rọt á, thì theo mấy bạn là ví dụ như bệnh nhân này được phát hiện tiền sản, mình có khuyên bệnh nhân bỏ thai không? Thì hy vọng là sau khóa học này, nếu bây giờ mấy bạn chưa trả lời được, mình tìm hiểu thử đi. Tại vì mình sẽ gặp á. Pha lô cộng đi rọt, điển hình luôn. Ví dụ như đau là cái mà đau là cái mình hay gặp nhất. Thì mình còn dễ.
đau mấy bạn thường gặp, nhưng mà đi rọt nó ẩn hơn. Thì thật ra cái quyền quyết định chấp nhất thai kỳ hay không á, nó hoàn toàn phụ thuộc vào bệnh nhân. Chứ nó không có hoàn toàn. Hình như có bạn Kiên, có bạn Kiên muốn giới thiệu gì hả? Không ta? Dạ không ơi chị ơi, em bấm nhầm nút ạ. Thì nó hoàn toàn á, nó phụ thuộc vào quyền quyết định của bệnh nhân. Chị cũng hay giải thích với bệnh nhân á là quyết định nào của mình cũng có thể là đúng hết, không có quyết định nào của mình là sai hết á. Nhưng mà mình quyết định như thế nào thì mình quyết định cho nó sớm, tại vì mình thừa biết á, thai càng lớn nó ảnh hưởng tới tử cung mẹ càng nhiều, mấy bạn sản còn lành hơn chị nữa. Ví dụ em quyết định mà đi cùng con tới cùng á, cỡ này em cũng chấp nhận á, thì em giữ luôn. Chứ đừng có tới ba mấy tuần em quay đầu xe ngược lại. Còn em quyết định để cho con á, chấm dứt thai kỳ, rồi sau đó đầu thai kiếp khác, có trái tim lành lặn hơn, có cuộc sống tốt hơn, thì cũng là đúng. Nhưng mà kinh nghiệm của chị về hội chứng đì rọt sau sanh á, chị thấy nhiều đứa nó lanh lắm, cũng nhiều đứa nó chậm phát triển, nó đủ thứ hết đó, nó suy giảm miễn dịch, nó không có tiếng ức. Nhưng mà so với đau thể cảm, so với các trisomy á, thì đối với chị á, đi rọt nó vẫn đỡ. Dĩ nhiên là mình tham vấn là mình đẩy hết cái trách nhiệm đó là cho người nhà bệnh nhân. Nhưng mà khi mình hiểu thêm về nó thì mình sẽ tham vấn tốt hơn, mình giúp người ta có một cái lựa chọn tốt hơn. Ta lô mà hai nhánh nhỏ chút mà máu không có lên thì sau này mổ ngán lắm, mổ tới mổ lui, mổ xuôi mổ ngược, mổ xong rồi hẹp lại, rồi lại tái tạo lại, lại thông tim. Cuộc sống nó lẫn quẩn. Đó là những tâm sự của chị về cái loại bệnh này. Không biết mọi người có câu hỏi gì khác nữa không? Mình xong sớm thì mình sẽ kết thúc sớm thôi. Còn thắc mắc gì là lúc nào chị cũng sẵn sàng hết đó. Chị lúc nào chị cũng ở phòng swam mũi nhi đồng một với khoa tim mạch đó, hoặc là có thể gọi cho chị. Mình không có nên mình đi qua cái phần 2 nha. Dạ anh chính mở ra lên hỏi cô đi ạ. Chị không có vô group chat được, chị cũng không biết sao chị nhắn tin không được nữa. Xin lỗi em vẫn nhầm. Không sao, mấy bạn có thắc mắc gì nữa không ạ? Cứ hỏi thoải mái nha, cái này là chủ yếu mình trao đổi thôi. Những điểm cần nhớ thì ít thôi à, chứ không có nhiều. Các bạn nhớ như đây là đủ rồi. Chị Ngân Lê cũng có hỏi cho cô phải không ạ? Chị Ngân Lê, chị mở loa lên đi ạ. Dạ, dạ cô ơi, cho em hỏi á, là trong siêu âm tư chứng follow á, thì mình có phân biệt được độ nặng trên siêu âm không cô? Giống như là sau khi siêu âm mình biết là nhẹ hay là nặng không ạ? Bây giờ chắc chị cũng lặp lại trên 10 lần rồi đó. Thì là tiên lượng xấu này Ngân Lê, cái dòng cuối cùng đó cưng. Cái này là em theo dõi diễn tiến, em thấy động mạch phổi nhỏ, động mạch chủ bự. Rồi để chị cái này cái trang web, xíu chị mở cái trang web này mọi người coi ha.
Thì đây là cái trang web mà Parameter Phantom Plot Shop. Đó, thì mình sẽ nhập vô hết á. À, mình sẽ nhập tuổi thai. Rồi xong rồi á, mình sẽ nhập kích thước và mình đo được. Thì ở đây họ sẽ tính là Z-score. Nếu Z-score của động mạch phổi á, mình nhỏ hơn trừ 3. Hoặc là động mạch phổi nó chỉ bằng nhỏ hơn 0,6 lần so với động mạch chủ. Thì đó là pha lô tiên lượng nặng. Mình coi cái ống động mạch là nó là ống động mạch flow của nó là flow ngược so với bình thường. Bình thường flow của ống động mạch của mình á là phổi chủ đúng không? Thì bây giờ á, phổi nó nhỏ quá. À, nó không có đủ cung cấp máu, nó không có ấy, nó không có đủ máu thì mình sẽ lấy là flow động mạch chủ phổi, thì đây là tiên lượng nặng của bệnh nhân thứ chứng phalo. Không biết có đúng ý của Ngân Lê không ạ? Dạ thật ra là nếu như mà mình siêu âm lần đầu tiên á cô, là mình có nhận định nó là nhẹ hay nặng không cô? Thì là mình mở cái trang web Parameter Phyto Blood Shop, cái đó mấy cưng có mở thì mở thử. Sau đó mình nhập tuổi thai. Rồi mình nhập kích thước phòng van động mạch phổi vô. Nếu mà vòng van động mạch phổi nhỏ hơn trừ 3 Z-score tức là nặng, hoặc là trên lệch động mạch phổi nhỏ hơn, chỉ có khoảng nhỏ hơn 0,6 lần động mạch chủ, rồi tức là nặng. Rồi flow ống động mạch chủ phổi tức là nặng. Rồi vậy là được chưa Ngân Lê? À, dạ được ạ, em cảm ơn cô. Với lại cho em hỏi thêm câu nữa cô, là nếu như mà bào thai á là mình sẽ không thấy được là thất vải dày, thì cho em hỏi là sau sinh thì cỡ khoảng thời gian nào thì thất vải sẽ dày ạ? Thường giờ mình ít thấy lắm, trên tuổi hồi xưa dễ thấy lắm, cái thời mà mới làm lúc đó mà chưa có mổ kịp, mấy trung tâm tim mạch chưa có ra, bệnh nhân toàn pha lô già không á thì dễ thấy lắm. Thường là nào hẹp cái động mạch phổi nhiều thì mình thấy nó dày sớm, còn đứa nào hẹp phổi ít thì mình thấy nó dày nhiều, nhưng mà đa số là trên khoảng một trên 6 tháng tới 1 tuổi mình mới thấy. Còn trong bào thai nãy giờ chị chiếu mấy cái hình bốn buồn á là bình thường không à, không có thấy dày cơm chỗ nào hết á. Dạ, với sẵn cho em hỏi một cái tình huống này, không phải bào thai nhưng mà sau sinh đó cô, là nó có thắt vải hay đường ra, rồi sau đó khoảng chừng một tháng á, lúc trước khi mà một tháng trước á thì siêu âm không có thấy hẹp động mạch phổi, nhưng mà sau đó thì lại thấy hẹp của động phổi dẫn tóc qua đó trên 2 mm, và cái Doppler màu qua đó là nó có dòng aliasing đó cô. Đã cho em hỏi là sau sinh mà dòng chảy qua động mạch phổi nó giảm á, thì nó có gây hẹp động mạch phổi không ạ? Thật ra thì là cái động mạch phổi đó, cái thất vải hai đường ra nó khó lắm. Cái động mạch phổi đó, ví dụ mà máu nó lên ít hơn á, thì dĩ nhiên kích thước nó lên cái thằng nào nhiều hơn á thì cái thằng đó sẽ bự ra. Ví dụ thất phải hai lần ra nhưng mà cái động mạch chủ nó nhận máu nhiều hơn á thì động mạch chủ nó sẽ càng ngày càng lớn và động mạch phổi nó sẽ càng ngày càng nhỏ. Nó tùy theo cái huyết động học, cái tim nó là một cái cấu trúc chung mà. Nhưng mà khi mà cương đo mà cái động mạch phổi á ở đó thì cương phải tính là Z-score, có nghĩa là do cái động mạch chủ của cương quá bự nên cương nhìn cái động mạch phổi của em nhỏ.
mà thật ra nó không phải nhỏ mà do cái thằng kia nó quá to thôi. Ừ. Cái thứ hai á, nó tăng flow lên á, em ví dụ em đo mà cái vận tốc nó tăng á, em phải coi coi nó tăng này là tăng do nó hẹp hay là nó tăng này là do tăng vận tốc bình thường, máu nó lên nhiều quá. Ừ. Chứ không có chắc chắn là cái tình huống em đưa ra là không chắc chắn là bé đó nó có hẹp phổi thật sự, hẹp phổi thực thể. Ừ. Có thể là do kích thước động mạch chủ của em quá lớn đi nên em nhìn cái động mạch phổi của em nó nhỏ. Thứ hai là do nó nhiều khi do nó tăng vận tốc máu nó qua. Ừ. Còn ví dụ mà em chẩn đoán hẹp phổi là em phải chẩn đoán hẹp tại van, dưới van hoặc là trên van, và nó rõ ràng để mình mới tìm cách mình giải quyết được cho bệnh nhân. À, dạ em cảm ơn cô nhiều ạ. Chị ơi cho em hỏi xíu, đối với bệnh từ chứng pha lô mình có cần phải phân biệt với bệnh nào? Có, chút nữa nó có một lớp phân biệt luôn. Mình học xong hai dạng nữa là mình sẽ đi phân biệt. Thì mình dạ qua... chị ơi cho em hỏi xíu. Nói đi. Nhờ chị chia sẻ tí về cái tiên lượng của cái pha lô mà thể nhẹ khi sau sinh rồi em bé mổ là nó tiên lượng nó như thế nào hả chị? Tiên lượng của pha lô á là tiên lượng tốt nếu mà pha lô thể nhẹ. Nếu mà em tính tất cả những cái chỉ số mà chị đưa ra đây á là cái vòng van động mạch phổi lớn hơn trừ 3, động mạch phổi không quá nhỏ, ít nhất là nó cũng bằng 0,6 động mạch chủ á, lô ống động mạch thì nói chung là những cái này á là nó không có, thì là thể nhẹ, đa số là mình chỉ mổ một lần duy nhất thôi, thì mình tiên lượng thẳng với bệnh nhân là tiên lượng tốt. Thứ nhất là mình giữ cái cho bà bầu á cái họ vui hơn chút xíu. À, mình nói tiên lượng tốt là bầu vui lắm. Rồi thì sau sanh á thì thường mình cũng không can thiệp gì hết, mình nói cho anh ta nhẹ nhàng là nuôi như bình thường. À, trên 6 tháng tuổi cứ đi tái khám, thường tới thời điểm mổ các bác kêu mổ, nhưng mà đa số là trên 6 tháng tuổi mình sẽ mổ, thì đa số những pha lô nhẹ thì không có phá bỏ cái vòng van động mạch phổi, mình chỉ tái tạo thôi, thì tiên lượng đó là chỉ mổ một lần là tỷ lệ thành công của mình đó là gần như đạt 100%. Dạ em cảm ơn chị nhiều. Còn đối với pha lô thể nặng á, thì là tiên lượng của mình thì nó khó hơn, nhưng mà đa số cuộc mổ cũng thành công. Tỷ lệ tử vong trong cái nhóm mà pha lô mà đi mổ á, thì thật ra nó cũng chỉ tầm khoảng 5% thôi. Nhưng mà tỷ lệ mổ lại á, thì nó tùy thuộc vào cái độ nặng, tùy thuộc vào cái giải phẫu của động mạch phổi. Rồi, có ai thắc mắc gì nữa không ạ? Hồi nãy chị có chiếu thêm mấy cái hình đó. Lại nào hỏi chị cái động mạch chủ cưỡi ngựa. Đó, hay là đâm đây là động mạch chủ cưỡi ngựa nè. Thì mốt qua thì chị sẽ cho coi hình nhiều hơn. Người thấy không ạ? Dạ, không thấy cô. Sao cái hình nó đứng ngoài vậy hả? Thank you. Hi, hi, hi.